con bánh hình các con vật. Lisa xin chào mọi người. Rồi bánh xong. Nguyên liệu đầu tiên là có 300g bột. Rồi con đổ vào đây 300g bột. Rồi tiếp theo con nói 100g đường. Đổ vào chung luôn. Đó, rồi con lên mẹ. Con rắc vào một chút xíu muối. Muối. Một chút, con rắc như này một chút. Rồi được rồi, một chút xíu muối. Rồi xong rồi, tiếp tục 200g bơ. Bán xong. Cái này bơ để mày đổ tại vì nó đang nóng. Con nói đi. 200g bơ. Rồi đổ cùng với mẹ. Rồi. Rồi xong rồi. 200g bơ rồi. Nhẹ nhàng con, mẹ với con cùng làm. Xong nó đổ đó nhỏ. Cái hỗn hợp này trộn đều lại với nhau chút xíu là mình sẽ bóp thành hình các con vật xong mình nướng lên. Mày xong rửa tay chưa nhỉ? Trước khi làm bánh là mình phải rửa tay đó con. Rửa tay chưa? Có sạch chưa? Sạch rồi. Con giơ hai bàn tay lên cho mọi người thấy là con. Con nói là tay con sạch rồi. Đó, bây giờ con bóp nha. Bây giờ đổ bánh ra. Đổ bánh ra cái miếng giấy nến. Rồi bắt đầu nhồi nặn bánh. Rồi đã. Đổ ra đây nha mọi người. Bây giờ con nhồi con sao? Không có nóng đâu, nhồi đi. Nhồi trên cái tờ giấy nha. Mẹ cũng rửa tay rồi. Trước khi làm bánh là mẹ con rửa tay sạch sẽ nha. Rồi đây, bóp như thế này. Con một nửa này một nửa. Lăn đi, không xong lăn đi. Rồi. Đúng không? Rồi, đúng rồi. Mang xong đi lấy hình các con vật đi. Rồi, ngon lắm ha. Rồi con nói với mọi người là con làm con gì đây? Con nói nhìn trên màn hình á. Con gì? Con bò. Con bò. Rồi bây giờ con tạo hình con bò đi. Rồi đi ra. Đi ra tạo hình con gì đây, đi ra đấy đi. Rồi. Để chơi để mẹ. Rồi, con tạo hình xong rồi con bỏ vào đây để mẹ nướng ăn có. Rồi đi ra. Này, tạo hình. Con gửi ra được con gì rồi? Khỏi đổ nha Lisa, khỏi đổ nha Lisa. Rồi con gì? Đây, bỏ vào đây. Thì mẹ bỏ đây. Đây là một con bò. Đây là một con bò. Bây giờ mình làm tiếp nó làm ở đây nữa thôi. Rồi. Lắc như thế này á, các em rất là thích luôn. Em đi ra không có lấy nha. Anh vừa làm được một con bò em.
mọi người biết con thỏ ham cái gì. Rồi gà không ba? Ừ. Thì nó đi nhớ. Thì nó sẽ vẫn là chết. Rồi em đi ra phá không à? Em ăn phá chết. Ok. Đi ra làm con dế đi ra. Con dế đi ra nó kêu không ra. Rồi đi ra giơ tay chào mọi người. Đó. Máy xong ơi. Làm được một mâm này đó. Phá như giặc đó. Khỏi đổ. Đây máy xong. Con nói mọi người biết con làm con gì đây. Máy xong. Con gì đây? Con bò, con gì đây? Mèo. Con gì đây? Mèo. Con chó. Tò. Con mèo nó kêu sao đi ra? Mèo. Bây giờ mẹ bỏ con lò nướng nhá. Rồi con làm tiếp đi, con làm cái này trước đi. Con làm cái này tiếp ở đây nha, mà mẹ bỏ con lò nướng nhá. Chằn lôi cho mẹ bỏ vào lò nướng. Hai anh em đang chờ bánh chín để ăn. Đây mẹ cho hai anh em uống nước trước nha. Đây nó khỏi đổ nha. Khỏi đổ nha con. Rồi để mẹ lấy bánh ra, cái lò nướng nó kêu tít tít là bánh bánh chín rồi đó. Đây là thành quả của ba mẹ con, hai anh em nặn nãy giờ. Giờ mẹ cho ra dĩa nha. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau chờ mẹ nha. Nấp đi. Cho em miếng nước với. Đây nước của em đây. Em uống ly em làm đổ đây này. Nước của em đây. Wow, ngon lắm. Không biết ra con gì nhưng mà ngon lắm. Rồi. Con mèo. Con chó. Con thỏ. Con ngựa. Con chó. Cái này chút xíu cho ba ba ăn ké với nha. Nhưng mà nó còn nóng lắm đấy. Ta da. Bánh đến rồi. Hoan hô, bác hô, hoan hô bên song. Đó mama. Hoan hô mama, hoan hô đi ra. Con lấy nước đổ vào mình vừa uống nước vừa ăn
ăn bánh, còn mẹ thì sẽ uống trà. Đang nóng là Lisa. Nóng Lisa, nóng. Nóng, con chờ chút đó nhé. Đang nóng lắm nha Lisa. Nóng Lisa, mẹ nói nóng mà. Nóng, đang nóng đó. Đây hai anh em, anh thì uống nước trong ly, còn em thì uống nước trong chai, như vậy khỏi đổ nha. Rồi uống nước đi con. Rồi mẹ lấy uống trà. Mẹ đã pha một ly trà cho mẹ. Cái bánh này rất là hợp để ăn và uống trà. Đây là trà túi lọc. Mẹ uống một ly trà như này. Trà này uống vào giảm mỡ bụng. Cũng không hẳn là giảm mỡ bụng, nhưng nó làm cho cái bụng mình cảm thấy nhẹ nhàng, không có bị no nê trong cái bụng mọi người. Uống cái này xong thấy bụng mình nó nhẹ lắm, khỏe cái bụng lắm, chứ cũng không hẳn là giảm mỡ đâu nha. Rồi đây, cái ghế của mẹ đây, mẹ ngồi đây, ngồi đây. Đây là trà của mẹ, đây là uống nước của con. Anh nóng lắm luôn á, đang nóng. Rồi sang tê lên sao? Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Lisa chúc sức khỏe mẹ nào. Lisa cầm chai nước của con đi. Chúc sức khỏe. Hai. Chúc sức khỏe. Rồi đi ra chúc sức khỏe bên xong đi. Hai anh em chúc sức khỏe nhau đi. Chúc sức khỏe. Sức khỏe.
bồ cho mọi người cũng mập đó. Lúc người ta uống trà cũng vậy cho nó nhẹ. Mà mình cũng ăn hai con thôi, không có dám ăn nhiều. Còn hai đứa này cho nó ăn thoải mái. Bên sau không có mập, Ly da thì gầy, nên là ăn thoải mái. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Hôn mọi người. Đi ra hôn.